Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua Java và khung nhôm cả carbon và sử dụng cấu hình 105 các bác nhé. Rất lâu rồi thì bên em mới về một chiếc xe mà cấu hình 105, vẫn là thương hiệu Java của Ý. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu xanh đen các bác nhé. Đây là một chiếc Java đồ 105. Những đường chỉ đen trên khung xe đây. Em sẽ lướt qua lớp sơn của xe. Rất là mới, em đánh giá chiếc xe trên 95%. Càng carbon. Càng carbon các bác nhé. Đi kèm với thương hiệu của Java thì là thường là những phụ tùng xe liên quan đến đồ DK. Ở đây cọc yên của DK nguyên bản theo xe, và chiếc xe này được người chủ trước đã nâng cấp lên một cái yên Progo. Đây là yên hiệu rất là cao cấp các bạn nhé, Progo Zero. Hãng đó họ đã làm bộ khung này, làm hết tất cả những cái mối hàn này, làm cho nhìn cảm giác như là khung carbon vậy, như khung carbon các bác nhé. Khung rất là đẹp đấy, khung uốn theo bánh xe. Xe rất là mới, full C. Đây model của xe. Và khung được em đã tìm hiểu thì chiếc khung này là khung nhôm 7005. Đây một bộ khung rất là cao cấp, cao hơn 76061, cho xe siêu nhẹ và rất là bền. Trên thân xe có cờ Ý, đùi đĩa trục rỗng của DK nguyên bản theo xe. Như các bác thấy đây, đùi đĩa rất là mới đây, đùi đĩa nhôm, đĩa nhôm này, gạt đĩa của 105, phủ đề 105, Shimano 105. Ở chiếc xe này nhìn cảm giác như khung không hề có mối hàn, đã tối giản nhất những vết mối hàn đi rồi, nhìn như khung carbon. Đây trên khung xe cũng có một số cái tem ghi sai. Ghi đâu của Uno hãng. Ghi đâu 6061. Alumiu. Sử dụng bộ tay lắc của Shimano 105. Nguyên bộ cấu hình, nguyên group cấu hình của 105 các bác nhé. Bộ phanh 3 mảnh, càng carbon rất là mới, của nguyên bản theo xe, nguyên bản Java. Sử dụng bộ vành vành nhôm hai lớp của DK. Giờ sẽ quay thông số lốp 700 × 23C. DK Captiva.
như đã trục rỗng bạc đạn. Sử dụng cấu hình 105 thì xe được trang bị 11 tầng lít. 11 tầng lít và 2 đĩa cho xe 22 tốc độ. Trên khung xe có ghi size là 50cm. Và chiếc xe này phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Máy ơi cối nổ các bác nhé. Rồi, các bác có thể nghe thấy tiếng cối nổ đây. Xe được trang bị 11 tầng lít, lên lít. Nguyên bộ group của Siro 105. Rồi chuyển động rất là tốt, xuống lít. Phải em là bên bên đĩa 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng của DK, gạt đĩa của 105. Lên. Vâng, đây là một chiếc xe rất là cao cấp đến từ thương hiệu Ý, Java. Xe được trang bị dây âm sườn cao cấp. Bên dưới cũng là dây âm sườn các bác nhé. Đây, các bác thấy đây. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Java 105 mang thương hiệu của Ý, và chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của 105, càng carbon và toàn bộ là dây âm sườn các bác nhé. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em là 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.